Vâng, xin một tràng pháo tay thật lớn ạ. Một giọng ca rất là tuyệt vời của thôn Việt Đình chúng ta phải không ạ? Vâng, kính thưa quý vị và bà con nhân dân, sau đây là bài thơ Nhà văn hóa quê tôi do bà Bùi Thị Tuất, người con xa quê, qua giọng ngâm của chị Minh Nghĩa. Xin trân trọng kính mời.